Hey, xin chào các bạn. Xin chào các bạn. Hey. Hôm nay chúng ta sẽ học đến bài số 18. Bài số 18. Bài số 18 hôm nay có 3 môn ngữ pháp. Môn ngữ pháp thứ nhất đó chính là ba yokatta. Môn ngữ pháp thứ hai đó là gì nhỉ? Ba ii no ni. Ii no ni na. Đúng không? Còn môn ngữ pháp cùng đó là gì nhỉ? Về tố là tada ii na. Sao? Tada ii na. Tố ii na. Và ngay sau đây chúng ta cùng nhau bước vào môn ngữ pháp thứ nhất. Đơn giản thôi, giải thích thành một cách rất là đơn giản đúng không? Câu thứ nhất đó là gì nhỉ? Ba yokatta desu ne. Trước giờ mình học chia thể ba như thế nào, bây giờ chia y hệt như vậy. Phóng xe lại màn hình và hãy xem lại nhé. So. Ok. Ba thì có cả là za nakereba nữa đúng không? So. Nakereba. Fu de. Y desu ka? Hay. Và ý nghĩa của cái mẫu ngữ pháp này đó là chúng ta dịch là biết thế và thể hiện sự hối hận tiếc nuối nhá. Ok, hối hận và tiếc nuối không có gì đó đúng không? Ừ. Ví dụ như thế này, ví dụ thứ nhất. Hãy chúng ta đi vào ví dụ đầu tiên. Ok. Wow, sakura wa kire. Oh, kire. So. Honto. Kamera motte kureba yokatta ne. So desu ne. Yokatta. Eh, Zong sensei dou shita no?怪我したったんですよ、怪我。私はバイクで来たんですよ、バイクで。うん。ああ、バイクに乗らなければよかった。そっか、かわいそうね。じゃあ、頑張って。はい、じゃあ3番。ああ、喉が渇いた。ああ、そうなの？そう。さっきコンビニで水を買えばよかったね。そうですね。はい、OK。バービズ、ボン。もう。もう強くしたよ。そうですね。早く家を出ればよかったな。OK? そう。何を買う？はい。どんなの買う？お！ねえねえ。ねえ。時間ある？ちょっと、な、な。ねえ。ねえ。なんだよ。ねえ。じゃあ、やっぱり。可愛い女の子と付き合えばよかったな。可愛い、可愛い女の子と付き合えばよかったね。で、それ。まあ、chúng ta cùng nhau bước vào mẫu thứ hai. Đó là gì nhỉ? Ba no ni. Hiểu sang nghĩa tiếng Việt thì nó tương đương với lại là gì nhỉ? Ước gì, giá như ですね. Đây là thể hiện sự gì nhỉ? Mong muốn, ước muốn của mình nhớ chưa? Nhớ cái kia là gì nhỉ? Cái kia thì là sự tiếc nuối. Tiếc nuối, hối hận. Còn đây là gì? Mong muốn, ước muốn nhớ chưa? Ừ. Nhưng mà nó còn một nghĩa khác nữa cơ. Tạm thời chúng ta đi đến nghĩa ước gì và mong muốn đã. So. Ok. Ok. Và chúng ta sẽ đi vào ví dụ nhá. Ví dụ đầu nhất. Tiên. Kono shigoto mou sukoshi kyūryō ga takakereba yokatta no ni na. Có giống mà nói là gì nhỉ? Cái công việc này giá như tiền lương nó cao hơn một chút nữa có phải tốt không? Ừ. Đúng không? Và ví dụ số 2. Wow, kono mansion sugoi. Sugoi kirei desu ne. Demo takasugiru. もう半額ならいいのにな。そうですね。そうですね。はい。いやー、楽しそうだね。うん。楽しそうですね。いや、楽しそうだね、楽しそうだね。で、今ベトナムにいればいいのに。一緒にいればいいのに。可愛い人と付き合えばよかった。ああ。今日合コン最悪だったよ。真面目な話しなければよかったのに。大丈夫。真面目な話しなければよかったのに。chúng ta sang thêm một nghĩa nữa của cái này nhá, là chúng ta thể hiện sự trách móc, phê phán nhẹ nhàng nhá. Đúng rồi. Trách móc phê phán nhẹ nhàng. Ví dụ như là mình thì rất là hay ăn ngoài đúng không? Và thầy giáo thì có thể sẽ thỉnh thoảng nói câu là. ね、今日また外食するんですか？そう。たまには自分で作ればいいのに。thì thầy vừa nói gì nhỉ? Trời, hôm nay cô lại ăn ngoài à? Thỉnh thoảng thì cũng nên tự nấu mà ăn đi chứ, nhá. Ôi, không có yêu nên nó. Hay. Đến kiểu作ればいいのに。ああ。悪いところで本を読むと目が悪くなるよ。はい、じゃあ電気をつけます。すみません。はい。何を買う？câu vừa nãy gì thầy？câu vừa nãy á, đang đọc sách à? Đúng không? Vậy em đang đọc sách. Phải bật điện lên có phải tốt hơn không? Đọc sách ở những chỗ tối tăm như thế này sẽ hỏng mắt đấy. Hay.
Ok. Ok. Rồi chúng ta sang mẫu ngữ pháp cuối cùng. Ok, mẫu ngữ pháp cuối cùng. Đó là veru といいですね。Hoặc là gì nhỉ? Về たらいいですね。いいな。いいのにいいんですけど. Tức là đúng mẫu câu đằng sau đúng không? Chúng ta có thể chia bất kỳ cái dạng nào đó. Ok. Hey. いいけど. Và cái này chúng ta sẽ dịch là giá mà. Giá mà hay là ước mà. Trong tiếng Việt những cái mẫu khác thì những cái mẫu phía trước chúng ta vừa học xong thì nó cũng giống như thế đúng không? Chuyển sang tiếng Việt đấy. Nhưng mà trong tiếng Nhật thì nó hơi khác một chút đấy. Các bạn để ý nhé. Ví dụ. いい結婚相手が見つかったらいいですね。そうなんですか？はい。Câu này là giá mà tìm được một anh nào tốt tốt thì có phải hay không? Nè. Ok. Hãy đi vào. Asta doyobi nara ii na. Asta doyobi desu yo. Honto? Ame ga furanai to ii desu ne. Ah, sou desu ne. Kyou kinyobi desu ka ne? Sou desu ka ne. Hai. Câu này là mai thứ bảy có phải tốt không? Mai thứ bảy đấy. Ồ, thế á? Là gì? Mai không mưa thì hay nhỉ? Đại khái nghĩa như vậy nhé mọi người nhé. Hai. Nè nè. はい。この部屋は狭すぎる。そう。もっと広くなるといいな。そうですね。やっぱり広い方がいいですね。好吗？広いといいな。そう。はい。まあ、câu này có nghĩa là này cô ơi cái phòng này bé quá nhờ, giá như mà nó tốt à nó to hơn tí phải tốt không? Nhá. ですね。はい。やっぱり đơn giản đúng không? Sử dụng rất là nhiều. Các bạn hãy đem ra sử dụng rất là nhiều vào. Bye bye. Và hẹn gặp lại trong các video clip tới.